Chào anh em, trên tay mình là chiếc Surface Book 2. Em nó đã ra mắt được gần 3 năm rồi. Vẫn là một chiếc Ultrabook này, sang xịn mịn đáng để sở hữu. Nhưng mà không có nghĩa là Microsoft không nâng cấp nó. Sau từng đấy thời gian 3 năm thì hôm qua Microsoft đã quyết định ra mắt chiếc Surface Book 3 với ngoại hình không đổi nhưng lại có hàng loạt những đại điểm cải tiến tốt ở bên trong. Vậy những điểm nào cải tiến mà đáng lưu ý nhất? Anh em cùng xem video này với mình nhé. Nào, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta đến với ngoại hình. Surface Book 3 ấy, giống với Surface Book 2 gần như là 100%, không có điểm gì thay đổi ở bên ngoài cả. Anh em vẫn có một thiết kế có thể tách rời độc đáo bằng một cái lẫy đây. Đấy, vỏ máy thì làm bằng hợp kim nhôm magie, cổng kết nối và camera thì không có gì thay đổi cả. Nếu mà để hai máy ở cạnh nhau ấy thì chắc chắn rằng anh em không thể phân biệt được đâu là Surface Book 2 và đâu là Surface Book 3. Rất nhiều anh em trên Facebook ấy có nói với mình là chả có thay đổi gì ở thiết kế cả, chờ mãi sự thay đổi, 5 năm rồi mà không có sự thay đổi thì là sao? Nhưng thật sự ấy, phải nói với anh em điều này. Thứ nhất là thiết kế tách rời độc đáo của dòng Surface Book ấy, nó rất khó nghiên cứu. Thứ hai, nó là một chiếc laptop ấy, nên nó thiết kế để phù hợp với công việc là được. Việc thay thế cái thiết kế đó là không cần thiết. Như anh em thấy ấy, MacBook bao nhiêu năm trời ấy, họ vẫn giữ nguyên thiết kế. Tính ra thì từ 2010 đến 2020, 10 năm rồi, họ không hề thay đổi thiết kế, chỉ là họ làm mỏng và làm nhẹ sản phẩm của mình thôi. Chúng ta sẽ tiếp đến một cái mà anh em quan tâm nhất, đó chính là cấu hình. Cấu hình ở Surface Book 3 này thì được Microsoft trang bị đó chip Intel thế hệ thứ 10 mới nhất. Vẫn phân ra là hai phiên bản, nó 13.5 inch và 15 inch. Đối với 13.5 inch thì anh em sẽ có lựa chọn đó chính là i5 và i7. i5 thì vẫn như Book 2 thôi, sẽ không sử dụng card rời mà sử dụng con card Iris Pro Plus. Sức mạnh của nó sẽ hơn những con đời cũ rất là nhiều, ví dụ như là con Book đời cũ là sử dụng card On Graphics 620 thôi, không phải Iris Pro như đời mới này. Tuy chỉ sở hữu con Vega On thôi, nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ có một mức pin rất là khủng khiếp, như đàn anh Book 2 của nó có thể đạt được, đó là 13 đến 15 tiếng. Còn với phiên bản i7 ấy, trên 13.5 inch thì anh em sẽ có một card Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB chạy DDR5, gấp đôi phiên bản GTX 1050 2GB ở trên Book 2 13 inch. Đến với phiên bản 15 inch ấy, thì anh em sẽ có con chip i7 là được kèm thêm một con card khủng khiếp, đó là GTX 1660 Max-Q 6GB DDR5, hứa hẹn hiệu năng tổng thể sẽ mạnh hơn so với người tiền nhiệm Book 2 là 50% lận. Tất nhiên Microsoft nói thế, quảng cáo như thế, quan trọng là phải trên tay đã và test, phải không anh em? Thêm một vấn đề nữa để anh em có thể biết được, đó chính là trên Surface Book 3 ấy, Microsoft đã trang bị option thêm là RAM 32GB giúp anh em đa nhiệm nhiều hơn này, hay sử dụng những các phần mềm ngốn RAM như là render video, render 3D cảm thấy thoải mái hơn, đỡ bí bách như phiên bản cũ chỉ có 16GB RAM làm mắc. Bộ nhớ máy cũng thêm gấp đôi ở phiên bản cao nhất, đó chính là SD lên đến 2T. Anh em lưu chắc là phải nhiều lắm đấy. Tiếp theo là anh em nhận xét qua về máy và giá đi. Liệt kê những thông tin như vậy ấy, thì một phần thôi, quan trọng là phải trên tay. Surface Book 3 có một số điểm mình chưa được hài lòng và chưa được ưng lắm, đó chính là viền màn hình của máy. Nó không được thay đổi nhiều so với thế hệ cũ, vẫn như vậy. Mình nghĩ là Microsoft có thể làm mỏng thêm được cơ mà. Tiếp theo nữa, Surface Book 3 ấy, thì mình kỳ vọng ở cấu hình hơn, được trang bị một con Vega mạnh hơn, ví dụ như là RTX 2060 hoặc là RTX 2070 khủng khiếp. Chứ con RTX 1660 Ti thì cũng bình thường thôi. Tuy nhiên với con Vega này thì theo bài test benchmark thì nó cũng mạnh đấy. Nó mạnh so với con RTX 1060 ở phiên bản cũ nên 30% lận. Về giá thì Surface Book 3 có nhiều option hơn để anh em lựa chọn theo tùy về công việc của anh em, và mức giá từ 1.600 đô đến 3.400 đô, chưa thuế, chưa tax và chưa ship. Mình nghĩ khi phiên bản mới nhất về Việt Nam thì nó sẽ rơi khoảng tầm gần 100 triệu. Rồi, và chốt lại, Surface Book 3 ra mắt với hàng loạt những cải tiến nâng cấp lớn nhỏ. Theo anh em thấy những cái cải tiến đó có thuyết phục anh em để sẵn sàng mua chưa? Nếu anh em muốn mua có thể order hàng ngay tại Đăng Vũ và vào trang web của Đăng Vũ là đangvu.vn nhé. Anh em hãy để lại nhận xét, suy nghĩ anh em về chiếc Surface Book 3 ở ngay phía bên dưới nhé. Chào anh em, mình là Long và đây vẫn là Đăng Vũ. Chào tất cả anh em.